Theo bạn, cái ly nước này có bao nhiêu nước? Vơi một nửa hay đầy một nửa? À, chắc các bạn ai cũng sẽ nói cái ly này đầy một nửa, vì bạn là người rất tích cực mà, đúng không nè? Trên lý thuyết thì có thể bạn là một người rất tích cực, nhưng trên thực tế, bạn sẽ chỉ thấy cái ly này đầy một nửa khi người bên cạnh bạn đang có một cái ly rỗng. Nhưng khi người cạnh bạn có một cái ly đầy, bạn sẽ bảo rằng: "Ôi, cái ly của tôi vơi một nửa mất rồi." Hôm nay, tư duy ngược sẽ chia sẻ với các bạn một loại hiệu ứng diễn ra từng ngày và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Nếu trong gia đình bạn có thành viên nào đang trong lứa tuổi học sinh cấp 3, đại học hay thậm chí là đã đi làm, thì bạn cần phải xem hết video này để chia sẻ với họ. Mời các bạn xem một bản thống kê điểm thi SAT đầu vào của hệ đại học ở Mỹ, hay còn gọi là điểm SAT của các trường hạng trung sau đây. Điểm tuyệt đối là 800. Họ phân loại ra 3 nhóm học sinh với số điểm trung bình lần lượt là 569, 472 và 407. Nhóm 1 phần 3 trên cùng có điểm SAT đầu vào cao nhất, về sau sẽ chiếm đến 55% số bằng tốt nghiệp cử nhân của trường. Trong khi nhóm 1 phần 3 ở top cuối chỉ chiếm 17,8% số học sinh được tốt nghiệp. Một số lượng lớn các sinh viên bỏ dở hoặc chuyển sang ngành khác vì không theo kịp các môn học. Không có gì ngạc nhiên cả, đúng không nào? Giờ hãy làm một phân tích tương tự đối với Đại học Harvard, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới. Không có gì lạ khi các sinh viên Harvard có điểm SAT cao hơn rất nhiều so với các trường hạng trung. Tương tự, nhóm giỏi nhất vẫn chiếm hơn 50% số lượng cử nhân của trường và nhóm 1 phần 3 cuối chỉ chiếm 15,4%. Nhưng có một điều lạ là các sinh viên trong nhóm 1 phần 3 kém nhất ở Harvard thậm chí còn có số điểm cao hơn cả những sinh viên giỏi nhất ở nhóm bên trên. Nếu bằng cấp cử nhân chỉ đơn thuần là đo lường mức độ thông minh của sinh viên, thì rõ ràng tất cả các sinh viên của Harvard đều phải có bằng, ít nhất là trên giấy tờ, đúng chứ? Rõ ràng là các sinh viên Harvard đều đủ thông minh để nhận được tấm bằng này. Nhưng thật lạ khi các sinh viên trong nhóm đấy ở Harvard dù rất giỏi giang nhưng lại mất tinh thần đến mức bỏ ngành học của mình và chuyển sang các lĩnh vực phi khoa học khác với tỷ lệ tương đương hệt như các trường tầm trung. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hiệu ứng gì tạo nên hiện tượng lạ lùng này? Đây được gọi là hiệu ứng cá lớn ao nhỏ. Chúng ta thường so sánh bản thân mình với những cá nhân, những tập thể ngay bên cạnh mình mà không phải so sánh trên một bình diện tổng thể. Do đó, những sinh viên top cuối ở những trường danh giá như Harvard, họ so sánh mình với những sinh viên thuộc top giỏi nhất và từ đó tự cho mình là những người tệ hại. Dù thực tế, nếu so với phần còn lại của thế giới, thì họ chỉ dưới một nhóm mà ở trên vạn nhóm. Khi xác định khả năng thành công, điều quan trọng không nằm ở sự thông minh của bạn, mà là ở khả năng bạn cảm nhận được sự thông minh của mình tương quan với các bạn khác trong lớp. Đây là một hiệu ứng rất thú vị. Các ngôi sao ở những trường hạng trung là những con cá lớn trong chiếc ao nhỏ màu mỡ, và nhóm các sinh viên ở top cuối của Harvard là những con cá nhỏ trong chiếc ao lớn đáng sợ nhất thế giới. Đây là lý do tại sao các ngôi sao hạng trung có cơ hội cao hơn để đạt được thứ họ muốn và trở thành kỹ sư, nhà khoa học, sinh học so với nhóm đáy của Harvard. Tương tự như vậy, khi so sánh số báo cáo nghiên cứu khoa học đã được xuất bản bởi những con cá lớn trong chiếc ao nhỏ và số lượng bài nghiên cứu được xuất bản bởi những con cá nhỏ trong các ao lớn, thì các nhà nghiên cứu thấy rằng những sinh viên giỏi nhất từ các trường bình thường luôn làm tốt hơn những sinh viên bình thường từ các trường giỏi nhất. Rõ ràng là những sinh viên rất giỏi giang bị cho là bình thường này của Harvard đã có thể trở thành những ngôi sao nếu họ chọn được cái ao phù hợp hơn. Cha mẹ vẫn thường động viên con cái chọn học trường tốt nhất có thể, thế còn trường tốt thứ hai thôi thì sao nào? Chúng ta mặc nhiên cho rằng ao lớn sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng liệu điều này có đúng không nhỉ? Ở một số trường hợp thì chính chiếc ao nhỏ mới là nơi tối đa hóa cơ hội của bạn để bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Việc mù quáng đuổi theo những chiếc ao lớn nhất vì thành tích có thể sẽ phản tác dụng và cực kỳ nguy hiểm. Đã từng có nhiều trường hợp một người đang là những con thủy quái nhưng lại vô tình sa ngã và không thể vực dậy được vì chưa trang bị cho mình đầy đủ các dụng cụ bảo hộ. Tôi cũng đã từng phải bơi trong một cái ao dạng như vậy, không xịn sò như Harvard, mà thực ra nó còn không phải cái ao nữa, nó chỉ là cái vũng thôi. Năm lớp 10, gia đình muốn tôi thi vào một trường giỏi nhất trong khu vực mình sinh sống. Nếu cố hết sức, tôi biết mình vẫn sẽ đủ khả năng đạt được kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng việc cắm đầu vào một cái bể quá khắc nghiệt như thế này, lúc đó không phải là mục tiêu hàng đầu của tôi, mà tôi sẽ chọn cho mình một cái bể khác nhỏ hơn, một sự lựa chọn tốt thứ hai. Nên tôi đã quyết định thoát khỏi đó khi chỉ vừa mới ở ngoài rìa ao và quyết định chỉ đi thi cho có lệ để hạnh phúc gia đình được bền lâu. Vẫn còn nhớ khoảnh khắc cái ngày trước khi đi thi thì ba mẹ đặt hết kỳ vọng vào mình. Ông bà cô chú từ ngoài quê gọi điện vào để động viên. Cũng chính vì vậy mà cái cảm giác chưa đánh đã bại nó rất là thốn. Nhưng mà cái chuyện này mình chưa hề chia sẻ với ai ngoài các bạn thôi đó nha. Nên thôi, lúc đó mình quyết định sống thật thay vì là sống ảo. Bởi vì lúc nào cũng cố gắng để làm hài lòng mọi người, đó chính là công thức tối ưu nhất để thất bại và kiệt quệ đó các bạn ha. Và đó là một trong những lần mà mình say no đúng đắn nhất trong cuộc sống của mình, để từ đó mình có thêm thời gian để học và làm những thứ mình muốn. Dĩ nhiên là cái sự lựa chọn này còn phụ thuộc vào từng mục tiêu của cá nhân. Nếu như bạn muốn thử sức mình ở những cái ao lớn khắc nghiệt như thế này bởi vì những cái mục tiêu và nghề nghiệp có liên quan, thì hãy đảm bảo là lưu ý 3 điều sau đây để kịp thời thích nghi. Thứ nhất, đừng để bản thân mình mắc phải tư duy cố định.
Những người có cuộc sống quá thuận lợi, được ca tụng, tung hô trong một thời gian dài về năng lực của mình, sẽ là những người rất dễ mắc phải loại tư duy cố định, và rồi một ngày, vô tình vấp phải một cái hố, cứ ngỡ như là trời sập, và không thể gượng dậy được. Và điều đáng sợ hơn nữa là khi gia đình và bạn bè xung quanh cũng chính là những người mắc phải tư duy cố định và gây những áp lực trầm trọng lên bạn. Không quan trọng bạn bắt đầu ở đâu, quan trọng là bạn quyết chí để tiến xa, thì bạn sẽ tiến xa. Dù cho bạn có là người thất bại hay thành công, thì khi trang bị cho mình một tư duy phát triển, bạn có thể làm được bất cứ thứ gì. Hãy xem video cốt lõi này ở bên trên. Thứ hai, sự so sánh. Tương tự như việc chiếc ly nửa vơi hay nửa đầy, bạn hãy ghi nhớ câu nói này. Đôi lúc chúng ta so sánh bản thân với những người xung quanh, và điều này có thể tốt, nhưng cũng có thể xấu. Một lần nữa, nó vẫn là tư duy phát triển. Có người thì dùng sự so sánh để tiến lên, còn có người thì dùng sự so sánh chỉ để chôn vùi mình tại chỗ. Với người có tư duy phát triển, nếu ly nước của họ vơi một nửa so với người bên cạnh, thì chỉ cần tìm cách đổ nước vào cho nó đầy thôi, dễ như ăn bánh đấy mà, có gì đâu cắn. Rồi, điều thứ ba, nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Điều quan trọng nhất là bạn cần phải biết mình cần gì và muốn gì. Nếu không, bạn và gia đình mình sẽ bị cuốn vào lối tư duy càng nhiều càng tốt. Cứ đăng ký học trường chọn sẽ tốt, học giỏi vào là ra trường sẽ tìm được công việc tốt. Chưa chắc à nha, bạn xem video rất quan trọng này ở bên trên nhé. Thực tế, khi quan sát những tập đoàn lớn, bạn vẫn sẽ thấy những người tốt nghiệp ở những trường rất bình thường, vẫn hoàn toàn làm việc chung và giỏi ngang ngửa với những người được học ở những trường rất danh giá. Chúng ta không cổ suý cho việc chọn trường tốt nhiều hay tốt ít, mà chỉ là điều này còn tùy vào mục tiêu tương lai của bạn. Bạn và cha mẹ không nên mặc nhiên cho rằng ao lớn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đôi khi chính chiếc ao nhỏ mới là nơi tối đa hóa hơn cho bạn. Có lúc tôi sẽ chọn ao lớn, nhưng có lúc tôi sẽ chọn ao nhỏ. Vậy, đó là ba điều bạn cần phải chuẩn bị để thích nghi tốt khi bơi trong một cái ao lớn. Tư duy ngược sẽ kết thúc video này với một bài học rất đáng để suy ngẫm của anh chàng sinh viên tên là Randolph sau đây. Randolph luôn đứng đầu lớp thời trung học, điểm đầu vào đại học gần như tuyệt đối. Anh được cả hai trường Harvard lẫn trường Học viện Công nghệ MIT chấp nhận. Vào năm thứ ba tại trường, anh học môn cơ học lượng tử. Tôi học không tốt lắm, tôi đã bị một điểm B trừ, thật khó để cảm thấy mình thông minh ở Harvard, anh thừa nhận. Vì quá áp lực, anh đã quyết định từ bỏ vào cuối năm thứ ba. Anh quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường luật. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc cho một công ty luật ở Manhattan. Randolph nói, tôi làm về luật thuế, thật buồn cười. Có rất nhiều sinh viên học chuyên ngành toán học và vật lý đã chuyển sang làm luật thuế. Sau đó anh cười buồn, có một chút tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt anh. Và như các bạn đã thấy, Harvard đã lấy một nhà vật lý để đổi cho thế giới một người luật sư. Dù rằng ở một khía cạnh khác, Harvard cũng đã sản sinh ra rất nhiều nhà khoa học tài ba. Mỗi chúng ta sẽ có một trải nghiệm, một bài học khác nhau từ câu chuyện này. Ao lớn hay ao nhỏ, cá lớn hay cá nhỏ, thì tư duy ngược chúc cho bạn sẽ liệu cơm gắp mắm thật khéo nhé. Bạn có thể tham khảo cuốn sách David and Goliath của tác giả Malcolm Gladwell, một cuốn sách rất là hay. Và hãy giúp cho tư duy ngược chia sẻ cái video này đến những người đang cần nó, để các bạn học sinh, các bạn sinh viên đại học có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho cái con đường học hành sắp tới của mình. Và hãy comment một cái bài học hay một cái trải nghiệm nào đó của bạn về cái hiệu ứng cá lớn ao nhỏ này, để mọi người có thể tham khảo thêm từ những câu chuyện của bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.